Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với quý vị các bạn hai sản phẩm rất được ưa chuộng của tập đoàn Đàn Hương Việt Nam, đó là sản phẩm trà lá và trà bút Đàn Hương. Với hai sản phẩm này thì được làm hoàn toàn từ lá và bút của cây đàn hương trắng Ấn Độ, được trồng tại vùng nguyên liệu lấy lá của Viện Đàn Hương Việt Nam và được sản xuất theo quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép. Đặc biệt, trong lá trà Đàn Hương còn chứa hai hợp chất vô cùng khan hiếm, đó là vitacin và isovitacin. Thì hai hợp chất này có tác dụng quan trọng trong việc đó là làm tăng sức đề kháng của cơ thể và làm ức chế các cái quá trình phát triển của các tế bào gốc tự do. Với hương thơm nhẹ nhàng, vị ngọt thanh mát thì trà Đàn Hương có tác dụng làm dịu tinh thần, xua tan đi căng thẳng mệt mỏi và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Đặc biệt, đây còn là thức uống vô cùng phù hợp với những người mắc bệnh tiểu đường, bệnh cao huyết áp và tim mạch cũng như là hô hấp. Với hai mẫu trà này thì đây là mẫu trà bút Đàn Hương và đây là mẫu trà lá Đàn Hương. Thì hai loại trà này có sự khác biệt như thế nào? Thì thứ nhất là trà bút Đàn Hương thì được làm từ 100% bút của cây đàn hương trắng Ấn Độ, đó là một tôm hai lá. Còn trà lá Đàn Hương thì được làm từ lá bánh tẻ của lá Đàn Hương. Về công dụng cũng như là hướng dẫn sử dụng thì chúng tôi đã có những cái tờ hướng dẫn sử dụng cũng như là in sẵn ở trên bao bì, mọi người có thể tham khảo và đọc thêm. Để mua hàng cũng như là tìm hiểu thêm các thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị và các bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo hotline 0789 105 105 hoặc đường link website ở dưới phần mô tả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Nếu như đây là lần đầu mọi người theo dõi kênh, xin hãy để lại một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để làm động lực cho chúng tôi có thể ra thêm những video sản phẩm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.